Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn Khoa học. Chắc hẳn tất cả các bạn yêu thích thiên văn đều biết đến những vụ nổ siêu nhân tinh khi các sao bao gồm cả mặt trời đi tới cuối vòng đời. Những vụ nổ đó tương đối giống nhau về vật chất đến khối lượng. Nhưng mới đây, các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng về một vụ nổ sao khổng lồ hiếm gặp có niên đại từ những ngày đầu tiên của vũ trụ. Chưa đầy 1 tỷ năm sau vụ nổ Big Bang, vụ nổ thảm khốc mạnh gấp 10 lần và sáng hơn một siêu nhân tinh điển hình, được gọi là siêu nhân tinh quay từ tính. Vụ nổ cổ lại này sáng hơn và mạnh hơn khoảng 10 lần so với một siêu nhân tinh điển hình. Cái chết dữ dội trở lợi hào hết các ngôi sao trong vũ trụ, bao gồm cả mặt trời của trái đất, để lại một dấu vết kỳ lạ hầm chứa các yếu tố là giúp cung cấp năng lượng cho thế hệ ngôi sao tiếp theo. Các ngôi sao bùng nổ như thế này phải có khối lượng lớn, gấp hàng chục lần kích thước của mặt trời, quay nhanh và chứa từ trường mạnh mẽ, theo một nghiên cứu được công bố ngày 7 tháng 7 trên tạp chí Nature. Khi một ngôi sao hòn kim như thế này chết đi, nó sẽ phát ra một tiếng nổ cực kỳ mạnh, sụp đổ thành một đất bỏ dày đặc, tràn đầy năng lượng. Kết hợp các yếu tố đơn giản của ngôi sao, tiền hơn một món súp của những thứ ngày càng nặng hơn. Tác giả chính nghiên cứu là Biết Rong, một nhà thiên văn học có trụ sở tại Đại học Quốc gia Úc Canberra, cho biết trong một tuyên bố. Đó là một cái chết bùng nổ đối với ngôi sao, và chưa ai từng tìm thấy hiện tượng này trước đây, Rong nói. Giờ đây, Rong và các đồng nghiệp của ông đã tìm thấy một ngôi sao xa xôi nằm ngoài rìa giải ngân hà. Có một chứa loại một cocktail hóa học kỳ lạ mà chỉ có thể giải thích bằng một loại vụ nổ khó nắm bắt này, các tác giả nghiên cứu cho biết. Ngôi sao có tên rất dài SMSS G200322541142033, nhưng gọi tắt G2 cho nó ngắn gọn, và nằm cách mặt trời khoảng 7.500 năm ánh sáng trong cuộc ngân hà, được hình thành cách đây khoảng 13 tỷ năm, tức chưa đầy 800 triệu năm sau sự ra đời của vũ trụ. Theo các nhà nghiên cứu, những ngôi sao như thế này là những ngôi sao lâu đời vẫn còn tồn tại. Trong nghiên cứu mới nhất của mình, các nhà nghiên cứu đã phân tích chặt chẽ thành phần hóa học của ngôi sao dựa trên bức sóng ánh sáng mà nó phát ra. Sử dụng các công cụ đặc biệt trên kính viễn vọng Magellan khổng lồ ở sa mạc Atacama, Chile, họ phát hiện ra rằng không giống hầu hết các ngôi sao đã biết khác có niên đại sơ khai này, G2 chứa đựng sắt cực kỳ thấp, đồng thời chứa đựng nguyên tố nặng hơn bất thường như kém, uranium, europium. Sự hợp nhất giữa các ngôi sao neutron bảo vệ sụp đổ của các ngôi sao khổng lồ lóng gói khối lượng tương đương mặt trời vào khu vực có kích thước bằng một thành phố. Có thể giải thích sự hiện diện của các nguyên tố nặng hơn này trong các ngôi sao tương tự từ vũ trụ sơ khai. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết G2 chứa rất nhiều nguyên tố nặng bổ sung, nếu nối ngay cả lý thuyết sắp nhập sao neutron cũng không phù hợp. Lời giải thuyết duy nhất cho tất cả các nguyên tố nặng thêm là một vụ nổ cực lớn, một siêu nhân tinh được khuếch đại bằng cách quay nhanh và từ trường mạnh. Khám phá này không chỉ là một cảnh tượng lấp lánh, một vụ nổ láng kinh ngạc như vậy chắc hẳn đã xảy ra trong giai đoạn hình thành thiên hà sớm nhất dẫn đến sự ra đời của G2. Thực tế này cho thấy rằng siêu nhân tinh có thể là một phương pháp quan trọng để hình thành sao trong vũ trụ sơ khai. Các tác giả nghiên cứu kết luận việc phát hiện những ngôi sao cũ có cấu tạo kỳ lạ tương tự là cần thiết để xác định thêm những kết quả này.